Thưa quý vị, sau khi nghe báo cáo tờ trình và thẩm tra báo cáo về luật thủ đô sửa đổi và luật lưu trữ sửa đổi, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về hai dự án luật này. Nhất trí với sự cần thiết ban hành luật thủ đô sửa đổi để xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị là động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước. Đại biểu Tạ Thị Yên đồng ý với việc đẩy mạnh phân quyền cho thành phố trong mô hình tổ chức cán bộ, tuy nhiên cần quy định rõ ràng. Theo tôi là chúng ta nên đặt trọng tâm, tập trung vào việc tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hợp lý với yêu cầu của nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Và nếu quy định như dự thảo hiện tại là giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về số lượng biên chế tăng thêm thì tôi thấy cũng chưa rõ ràng cụ thể. Nên nghiên cứu quy định theo hướng là giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố là chủ động quyết định biên chế cán bộ công chức, viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm mà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng được cái yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố. Góp ý vào nội dung biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch, hiện dự thảo đang quy định Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lấy định hướng phát triển giao thông làm cơ sở cho phát triển quy hoạch đô thị TOD. So với quy chuẩn quy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy hoạch xây dựng đối với đô thị hiện hữu, đại biểu cho rằng cần điều chỉnh nội dung này. Để tăng thêm cái thẩm quyền cho thành phố Hà Nội thì quy định này ở điều 20 nên điều chỉnh theo hướng là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chủ động quyết định điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong khu vực TOD so với quy định, thì việc quy định này nó cũng sẽ tăng được cái thẩm quyền, cái không gian cho lãnh đạo của thành phố Hà Nội trong các cái quyết sách của mình. Luật thủ đô sửa đổi là một dự luật quan trọng, nên việc cân nhắc xem xét trên nhiều phương diện sẽ vẫn được các đại biểu nghiên cứu thêm và góp ý.